Thưa quý vị và các bạn, ngày 27 tháng 8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức phát động đợt thi đua đặc biệt, quân đội chung sức cùng cả nước đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch COVID-19 và quyên góp ủng hộ quân và dân các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tới dự có Đại tá Nguyễn Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Tại lễ phát động, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã kêu gọi toàn thể cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, các cơ quan đơn vị phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, đóng góp ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Nam phòng chống dịch COVID-19. Ngay sau phát động, cán bộ sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tự nguyện quyên góp ủng hộ mỗi người một ngày lương với tổng số tiền được trên 450 triệu đồng. Số tiền trên sẽ được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh gửi vào ủng hộ quân và dân các tỉnh, thành phố phía Nam đang chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19. Ngay sau lễ phát động, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đã tổ chức giao nhiệm vụ cho các quân nhân đi thực hiện nhiệm vụ tại quân khu 7 đợt 2.